Giờ mình tới nơi Thiền Tôn Phật Quang, Giáo hội Phật giáo. Đây là cái đường đi lên gì? Ở đây là đường lên gì ta? Lên vô đường cùng. Vô đường cùng vô cái tu viện gì nãy. Nhưng mà ở trước đây thì bên đây là Thiền Tôn Phật Quang, ở chùa Phật Quang quý cô chú anh chị. Ở bên trong thì nghe nói rất là nhiều mấy em ở bên đó. Còn đường lên đây là đường lên gì chúng biết rồi, chắc họ phải hỏi bảo vệ quá. Anh, cái đường này lên đây là lên lên đâu anh? Cái đi lên là ở ngoài đó nghe nói có gì Suối Tiên đúng không? Đây là cái đường này lên Suối Tiên Nam ơi. Dạ, mấy anh em mình đi lên đây đi. Còn đây là Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xã thôn Chu Hải, xã Tân Hải. Thôi. Dạ. Còn đây là đường lên Suối Tiên. Mấy anh em mình. Vậy ha. Cột, cái đó là cột, nhìn kỹ là cột dây vô. Cây bưởi là cây bưởi thiệt. À, trái dư, cái cây thì cái cây bưởi. Ủa, trái dư à? Cái cây này là không phải, cây này gọi là cây Phật thủ, Phật thủ không phải giống trái dư. Đây cột lên đây nhìn viên ha, mà cái cây là cái cây cây bưởi. Ơi không phải Nam ơi. Hả? Cái này là ở trên là bưởi mà ở dưới cái thân này không phải luôn nè. Ghép luôn. Ghép hả? Đúng rồi, thấy không? Đúng rồi, cây này như này cái gốc này đâu phải gốc bưởi đúng không anh? Đúng. Nhỏ. Tức là ba một cái lá thì lá bưởi, nhưng mà cái cây này là không biết cây gì. Hay. Không, cái cành này là ghép nè. Ghép đúng rồi đó. Cành này là ghép nè, còn cái thân cây này là khác nè. Đó. Wow, tính ra mượn cái thân của cái cây khác hả? Ừ. Mà hai loại trái khác nhau. Nó chỉ ra trái bưởi thôi à. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang, nơi sản xuất phát hành các ấn phẩm của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang và văn hóa phẩm Phật giáo. Cái chỗ này là cái chỗ làm gì ta, nơi sản xuất phát hành các ấn pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang. Ở đây là toàn cảnh ở bên ngoài, và bên trong rộng lắm quý cô chú anh chị. Hôm nay là mình đến đây có cái duyên, đây sẵn chia sẻ cái khung cảnh ha cho bà con bác xem cận cảnh ở chùa Pháp Quang. Ở bên kia ở trên như có ai đang giảng. Ở trên này ai đang giảng cái này nè. Ồ, cây rừng. Cây gừng đẹp quá. Hả? Đây là được lên núi hả? Không, đây khu vực biển. Đường núi ngoài kia kìa. Khu vực gì em? Nội biển. Cái gì? Nội biển, nội bộ chứ. Nội bộ hả? Trời, nội bộ nghe nói nội biển sao em biết được. Gì hả? Không lên được hả? Dạ. Ủa, ai nghe thấy thầy đang thuyết pháp cho anh đúng không? Thầy nào á? Quý thầy ha. Em cũng ở trong đây hả? Dạ. Thì không lên được ha. Không lên được quý cô chú anh chị ơi.
của mấy thầy đang giảng cảnh á. Hôm nay là quay toàn cảnh luôn nha, quá rộng luôn. Nam ở khu vực này quá rộng luôn, quá rộng. Khu nội bộ nãy lên cảnh nhỏ nó không cho lên, nó nói khu nội bộ. Đúng rồi. Hả? Mà anh thấy chưa trong cổng là rộng lớn, bộ dời quá trời luôn. Mấy chục bộ dời. Mấy chục bộ dời mà mọi dời mà cổng luôn ha. Đông dữ ta. Mà cổng ngoài là hai lớp bộ dời thôi. Ừ. Chanh nhân quả tiếng Anh A3 là cái gì vậy? Nhân cúng dường bậc chân tu nhưng ở tâm tiếc ghẻ. Tuy giàu có nhưng không sống rất khắc khổ. Cúng dường tu hành không chân chính. Cúng dường tu hành không chân chính là chân. Đây. Đây. Không chân chính là cúng lén lút hả? Ừ, cái này không biết nữa. Bố trí mà không tôn trọng, giàu mà không được người thương kính. Cái gì? Nhân bố chỉ tâm cầu phước chân nhân quả này tôi được giàu có dữ. Ở chùa này là gọi là chùa gì Nam? Thiền Tôn Phật Quang. Thiền Tôn Phật Quang hả? Của Thích Trân Quang. Của sư Thích Trân Quang ha. Của cái chương trị. Hôm nay gì đây? Đây là tố bức tranh là chân nhân cúng dường tu hành không chân chính là không có phước. Đó, phải cúng phải cúng đàng hoàng mới có phước nha quý vị. Một cây này cái gì ngộ ha? Cây này cái gì anh? Sao cây nhỏ xíu mà trái nhiều quá? Chị biết cái cây này cái gì không chị? Cái cây này chị biết cây gì không? Trái nhiều quá. Đây nè. Ồ cây này bứng vô Nam ơi. Cây này bứng vô, ta trồng vô chậu. Trồng thì cái này là bán chậu. Chậu xong mua mới bỏ vô đồng. À. Anh bảo vệ cũng không? Anh bảo vệ không biết luôn. Mấy em có biết cây này cái gì không mấy em? Dạ cây em để tí để xem có rồi. Có nhớ gửi gửi tin nhắn cho anh nha. Anh cầm máy anh sợ. Thì cá hả? Mình không biết cái cây này cho nên mình đâu có sập được. Mình không biết cái cây này mới sập được chứ. Anh chụp hình lên mô. À chụp hình. Gì hả? À cái cây này không biết cái cây gì luôn. Nhiều men lắm mà em. Cây này cây chi riêng. Gì hả? Mấy em đâu đến hả? Ở Bà Rịa. Bà Rịa ha. Đây luôn ha. À. Không biết cây gì luôn ha. Có được tìm sao ba? Đẹp hả? Chụp lên. Dập thì công ty văn hóa Pháp Quang. Khu này rộng quá. Rộng quá rộng. Bãi để xe còn lên ở cổng nữa. Đây mấy đứa học ở đây ha. Không có nhiều, không có người lớn, toàn nít học trẻ học. Và đặc biệt là rất là nhiều bảo vệ, tới mấy chục bảo vệ. Quá lớn nghe nè. Ừ. Được rồi.
xe quá trời. Cổng nè. Cũng xe quá trời ha. Quá trời. Khu vực ở chùa Pháp Quang lớn lắm quý cô chú chị. Khu vực phải nói lớn ghê á. Này là cận cảnh vô chia sẻ cho bà con cô bác ha. Nhưng mà hôm nay được có mấy xe. Ừ. Hồi đó đông lắm ha. Ừ. Ở trước cổng thì có camera ha. Camera nè. Camera ở cổng trước cũng có camera nữa ha. Từ cổng trước vô đây cũng mấy trăm mét thôi quý cô chú anh chị. Hôm nay cũng có camera, có bảo vệ hồi sớm nhắc nhở không cho quay. Mình cũng không quay, mình đi ra ngoài, nó ngoài thì quay được. Không cho quay trong quý cô chú anh chị. Nó đường này đi đâu ở đây? Hôm nay là mình nghe nói chùa của thầy lâu lắm rồi, nay mới có cái duyên mình đến đây thì mình xem thử và sẵn mình chia sẻ nó cho bà con luôn nha.